Vì sao cần bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy? Tiêu chảy là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời. Có rất nhiều ba mẹ thắc mắc vì sao nên bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy. Bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy như thế nào là đúng cách? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Tiêu chảy là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong ở trẻ em, đặc biệt các nước phát triển. Ước tính hàng năm có đến 1,3 tỷ lượt trẻ em dưới 5 tuổi mắc bệnh tiêu chảy, 4 triệu trẻ tử vong vì bệnh này. Có khoảng 80% trường hợp tử vong do tiêu chảy xảy ra ở nhóm trẻ dưới 2 tuổi, đỉnh cao nhất là 6 đến 24 tháng tuổi. Nguyên nhân nào dẫn tới bệnh tiêu chảy ở trẻ? Bệnh tiêu chảy có thể là tình trạng đi phân lỏng nát bất thường 3 lần trở lên trong vòng 24 giờ. Quan sát kỹ tính chất lỏng của phân để hiểu rõ hơn về tình trạng của trẻ. Nếu trẻ đi ngoài nhiều lần nhưng phân bình thường không có tính chất lỏng thì không phải là tiêu chảy. Dựa vào tiến triển bệnh mà tiêu chảy được chia thành tiêu chảy cấp tính và tiêu chảy kéo dài. Tiêu chảy cấp tính là hiện tượng tiêu chảy đột ngột, kéo dài trong thời gian ngắn, khoảng vài ngày. Tiêu chảy kéo dài thường kéo dài hơn 14 ngày. Thống kê tình trạng tiêu chảy ở trẻ em, hơn 80% là tiêu chảy cấp tính. Tình trạng tiêu chảy ở trẻ xảy ra do rất nhiều nguyên nhân, có thể kể đến như thức ăn của trẻ bị ô nhiễm, nước uống của trẻ không sạch do không được đun sôi, hoặc đã được đun sôi nhưng để quá lâu ngoài môi trường, người chế biến thức ăn cho trẻ không đảm bảo vệ sinh, không thực hiện rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn cho trẻ ăn. Trẻ nhỏ tháng bị thiếu sữa mẹ hoặc trẻ bị cai sữa sớm, trẻ phải ăn các thức ăn không phù hợp với độ tuổi của trẻ. Bình sữa của trẻ bú không được vệ sinh tốt. Thống kê cho thấy tỷ lệ trẻ bú bình bị tiêu chảy cao gấp 10 lần so với những trẻ khác. Đối với trẻ 6 đến 12 tháng tuổi, giai đoạn này kháng thể thụ động từ mẹ chuyển sang trẻ giảm khi kháng thể thụ động này chưa hoàn thiện. Trẻ bước sang giai đoạn ăn dặm, trẻ ham vận động, khám phá thế giới xung quanh nên dễ bị các mầm bệnh tấn công. Hệ miễn dịch của trẻ suy giảm khi mắc các bệnh lý như sởi, quai bị, thủy đậu. Trẻ bị suy dinh dưỡng, thiếu kẽm sẽ mắc các bệnh tiêu chảy hơn và khi mắc bệnh thường kéo dài hơn so với các trẻ khác. Bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy có ý nghĩa gì? Thống kê thực tế tại Việt Nam, khoảng 30-40% trẻ em dưới 1 tuổi mắc các bệnh tiêu chảy bị thiếu kẽm. Do đó, kẽm được khuyến cáo là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Kẽm có vai trò quan trọng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giúp cơ thể trẻ chống lại các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, kẽm giúp hệ tiêu hóa trẻ hoàn thiện, khôi phục quá trình hấp thu bình thường sau giai đoạn rối loạn do bị tiêu chảy, tăng cảm giác ngon miệng ở trẻ, trẻ thích ăn hơn. Do vậy, việc bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy là hết sức cần thiết. Tài liệu hướng dẫn xử lý tiêu chảy ở trẻ 2019 của Bộ Y tế chỉ ra rằng, ngoài việc bù nước điện giải Orezon bằng đường uống thì việc bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy trong quá trình điều trị là vô cùng quan trọng. Kẽm là một vi chất quan trọng cho sức khỏe, cho sự phát triển và hệ thống miễn dịch của trẻ em. Khi trẻ tiêu chảy, bổ sung kẽm sẽ làm giảm thời gian tiêu chảy, giảm số lượng nước trong phân, giảm số lần đi ngoài, giảm mức độ nặng so với những trẻ bị tiêu chảy không được bổ sung kẽm. Trẻ em bị tiêu chảy sẽ bị thiếu hụt một lượng kẽm vốn nhất định trong cơ thể, do đó bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy có ý nghĩa trong việc khôi phục sức khỏe trẻ, rút ngắn thời gian điều trị bệnh và mức độ ảnh hưởng do tiêu chảy gây ra. Đồng thời, bổ sung kẽm còn giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ, ngăn ngừa các đợt tiêu chảy về sau. Bổ sung kẽm cho trẻ tiêu chảy sao cho đúng cách. Một trong những việc làm giúp trẻ nhanh hồi phục, giảm ảnh hưởng các biến chứng của bệnh tiêu chảy đó là bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chế độ dinh dưỡng khoa học đúng cách có thể thúc đẩy quá trình hồi phục niêm mạc ruột, khôi phục chức năng tủy và các cơ quan tiêu hóa, giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng nhanh chóng. Mặc dù thời gian trẻ tiêu hóa, quá trình hấp thu thức ăn có thể giảm so với bình thường, nhưng lượng thức ăn hấp thu qua ruột vẫn được khoảng 60%. Do đó, bổ sung kẽm cho trẻ tiêu chảy qua các khẩu phần ăn còn được thực hiện đầy đủ, không bắt trẻ nhịn, kiêng khem. Việc này sẽ giúp trọng lượng cơ thể trẻ tiếp tục tăng so với tốc độ gần như bình thường. Nếu chế độ dinh dưỡng không đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể trẻ, trẻ có thể bị sụt cân lâu ngày dẫn tới trẻ bị suy dinh dưỡng.
Bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy như thế nào mới đúng cách luôn là vấn đề được đông đảo các cha mẹ quan tâm. Tùy theo lứa tuổi và chế độ ăn của trẻ trước khi bị tiêu chảy mà trẻ em nên có chế độ ăn uống thích hợp. Đối với trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi đang bú mẹ, tiếp tục cho trẻ bú mẹ bình thường và tăng số lần bú. Nếu trẻ không đủ lượng sữa cung cấp cho trẻ, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về giải pháp bổ sung. Đối với trẻ 6 tháng tuổi trở lên, ngoài sữa mẹ, sữa thay thế như trên, cha mẹ cần bổ sung thêm thức ăn giàu kẽm như tôm đồng, hàu lươn, gan lợn, các thức ăn giàu dinh dưỡng khác như thịt nạc, cá nạc, trứng sữa, thêm một ít dầu mỡ để tăng lượng khẩu phần ăn. Thức ăn cần được nấu mềm kỹ hơn, nấu loãng hơn bình thường. Mẹ nên chia nhỏ khẩu phần ăn, chia nhỏ thành nhiều bữa ăn để con dễ dàng tiêu hóa. Bên cạnh đó, cha mẹ nên cho con ăn thêm các loại hoa quả chín, các loại quả như chuối, cam, xoài đu đủ để tăng lượng kali, beta carotene, vitamin C cho con nhé. Cần lưu ý, ngoài bổ sung thực phẩm, trẻ bị tiêu chảy cần được uống kẽm theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế dưới sự tư vấn và chỉ định của bác sĩ. Để có thể chuẩn xác việc bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy như thế nào, lưu lượng bao nhiêu và cách nào, cha mẹ nên đưa con đến các cơ sở y tế, trung tâm dinh dưỡng uy tín để được thăm khám và hướng dẫn thực hiện đúng cách. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0929 197 777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia. Nhớ like và subscribe kênh nếu mẹ cảm thấy hay để nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.